không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh êm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo ai xanh hờ hững đi vào đêm, đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau. Em mới yêu lần đầu, anh đã yêu lần sau. Chắc tại chiều hôm nay không còn nắng để thêm hồng đôi má thắm dài. À vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cái dòng loa mini cũng khá là quen thuộc của Onkyo. Cặp này có tên mã là D032A. Và thường ấy thì các lái là hay ghép cái cặp này với những cái thớt dàn chung của Onkyo. Thực sự mà nói ấy, bây giờ cái thể loại loa cỡ nhỏ mà dễ thấy và dễ mua và bậc nhất ở Việt Nam có lẽ là những cái cặp loa của hãng Onkyo. Về model ấy, thì nó nhiều đến nỗi chính bản thân em là một thằng bán hàng cũng không thể nào mà nhớ hết được. Ở trong cái phân khúc mà loa tầm này người ta hay gọi là loa mini thì có rất nhiều model của Onkyo. Có những cặp được xếp vào phân khúc cao cấp với cái màng bát được làm bằng sợi canvas và mũi chóp mũi của loa bát trông nó như là chóp mũi tên lửa ấy ạ. Và là gân lụa xếp tẩm dầu. Những cái cặp đó bây giờ mà các bác đi mua ở thị trường ấy, tầm bát nó chỉ tầm 12 thôi, nhưng giá của nó là phải từ 2 triệu trở lên. Kích cỡ màng nó cũng chỉ là 12 cm, giống như cặp D032A này. Thế thì chúng ta cũng phải tùy theo cái nhu cầu, tức là tùy theo cái gu mà nghe nhạc của chúng ta mà chúng ta xác định tìm mua đúng thứ mà chúng ta cần. Chứ không phải là bây giờ cứ thấy người ta có mình nhau vào mua. Đấy. Về nghe với cái thể loại nhạc của mình yêu thích thì nó lại không hợp. Không hợp thì nó bắt đầu là chán. Các bác có nhớ một cái khoảng thời gian mà dân chơi audio phát sốt lên vì những cái cặp loa màng gỗ của Victor JVC không ạ? Có những ông là mua bằng được, bằng mọi cách có được một cặp màng gỗ. Xin thưa thề có Chúa chứng giám, chỉ 3 ngày sau khi các ông được trải nghiệm chất âm của nó, chỉ 3 ngày sau là các ông đã có ý định muốn bán nó đi rồi. Rõ ràng các ông mua đồ là theo quảng cáo, mua đồ theo kiểu dỉ tai nhau, rằng thì mà là những cái thứ đấy chất lắm. Nhưng mà sau khi được trải nghiệm thực tế thì các ông thấy là cái chất âm của nó không xứng đáng với cái tầm tiền mà các ông bỏ ra. Tại làm sao mà có những cái thứ loa của Nhật mà giá thành nó lại cao như vậy? Thứ nhất đó là cái vật liệu chế tạo đắt đỏ. Đó. Công nghệ chế tạo nó cũng tốn nhiều kinh phí, nó mới ra được chừng đấy thứ. Thế nhưng mà cái vật liệu chế tạo cũng như là cái công nghệ cao đó chưa hẳn là nó đã cho ra được một cái chất lượng âm thanh cao cấp nha. Cho dù các ông cố gắng đặt nó vào cái phân khúc cao cấp về chất âm, rồi cuối cùng các ông phải ngậm ngùi công nhận một điều rằng chất âm của nó khá là tầm phào, chẳng có gì gọi là cao cấp cả. Thế thì bây giờ để tìm một cái cặp loa nghe nhạc cỡ nhỏ đáp ứng tốt cái nhu cầu nghe nhạc của chúng ta hàng ngày
trong một cái tầm giá dưới 1 triệu đồng của Onkyo thì nên tìm những cặp như thế nào? Những ông mà có từ 2 triệu trở lên ấy để mua loa nhỏ của Onkyo ấy thì không nói làm gì. Còn những ông mà có từ 1 triệu đổ lại thì nên tìm những model nào? Như đã có lần em nói với các bác thế này, một cái cặp như thế này được gọi là book sale nhỏ ấy, nó sẽ đáp ứng đủ những cái tiêu chí về âm nhạc. Đủ ở đây có nghĩa là từ nhạc vàng cho đến remix, non-stop, dance hoặc là pop, rồi thì rock, tức là những đầy đủ các thể loại mà nó cái loa bass nó vẫn đáp ứng được, trong khi là vẫn giữ được một cái trung âm nó ngọt ngào lôi cuốn ấy, thì cái bass của nó bắt buộc phải là màng giấy nha, chứ không phải là sợi canvas, cũng không phải là màng gỗ mà là màng giấy. Màng giấy nó sẽ giữ lại cho chúng ta một cái trung âm rất ngọt ngào. Thế còn để tạo ra được một cái âm bass chắc, khỏe, có lực, gọn gàng thì gân phải là gân cao su. Đó. Như vậy một cái cấu hình chơi nhạc đa năng nó phải là màng giấy kết hợp với gân cao su non. Ví dụ như là ở trên cặp D032A này chẳng hạn. Đó là một. Cái thứ hai, để cho ra được một cái thứ âm ở dải cao sắc sảo và có khả năng nghe được ở khoảng cách xa thì phải là chắc đôm. À. Điểm thứ ba là muốn được một cái thứ âm bass mà chúng ta có một cái cảm nhận hết sức rõ ràng, âm bass đánh ra lực mà chúng ta cảm nhận hết sức rõ ràng, thì bắt buộc cặp loa của chúng ta phải có lỗ thông hơi. Đó. Lỗ thông hơi thì nó có hai cách bố trí. Một là bố trí ở ngay đằng trước, hai là nó bố trí ở đằng sau. Nếu như cần nhiều lực, muốn cảm nhận cái âm bass nó lực hơn thì chúng ta bắt buộc phải chọn những cái cặp loa có lỗ thông hơi đặt ở phía trước. Qua hai cái đoạn test vừa rồi, các bác hẳn là thấy cặp D032A này nó đáp ứng tốt cả hai cái tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên đó là bass lực căng gọn. Tiêu chí thứ hai là trung âm ngọt ngào, đó, giải cao sắc sảo, và tầm giá là dưới 1 triệu đồng. Ở cặp D032A nó sở hữu một cái bát 12 cm tính cả vành, màng giấy, gân cao su non, và gân này là gân zin, kết hợp với một cái chép đô mũi lụa côn 2,5 cm. Ở lỗ thông hơi đặt ngay phía trước, công suất là 70W một thùng, trở kháng là 5 ohm. Loa có kích thước là rộng 15,3 cm, cao 26 và sâu 23 cm, chưa tính ê căng. Cả cặp nặng xấp xỉ 6 kg. Chúng ta đã trải qua hai phần đoạn test và chúng ta đã hiểu về chất âm của nó rồi. Bây giờ em sẽ tắt âm ly và chúng ta sẽ nhìn ngó một chút. Cặp này zin tuyệt đối, em chưa hề đụng vào bất cứ cái ốc nào cả. Thực ra ấy thì em nhập về cũng không phải là với ý định để bán đâu, vì nhà em nó quá chật mà em lại cần một cái cặp loa nó gọn gàng để em test những cái con âm ly mà em nhập về bán đấy ạ, thì em mới lấy lẻ một cặp về thôi. Chứ nếu thực sự mà vì cái mục đích gọi là bán kinh doanh ấy thì em phải lấy từ 10 cặp trở lên. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số. Cặp này thì thùng thì có chảy vi chóc vẩy chứ không có nở. Chúng ta sẽ đọc qua cái thông số. Onkyo model D032A. Trước đây em đã từng bán cả phiên bản 032AX. Công suất max là 70W, trở kháng 5 ohm, Onkyo Corporation. Hoàn thiện tại Malaysia. Số series bên này có đuôi là 4105 và bên này cũng là 4105.
Cặp này trung âm rất tốt, loa khỏe và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó làm một cái loa tay, loa lời trong những bộ hát karaoke. Nó đủ khỏe để làm loa lời trong những bộ karaoke hoặc dùng nó để chơi solo trong phòng nhỏ từ 10 đến 12 mét vuông, hoặc cũng có thể dùng nó để bù âm trung cao cho những cặp loa bass lớn trong những cái dàn loa nghe nhạc của chúng ta. Những cặp loa bass 30, bass 40 âm trầm như bom nhưng mà cái dải trung cao lại đuối, thì chúng ta có thể kết hợp cùng với cặp này để cho ra một cái trải nghiệm âm nhạc nó tốt hơn. Loa có đầy đủ cả ê căng. Ê căng thì cũng trông cũng còn khá là tươm tất. Mắt em thì cận lồi ra nhưng mà em hình như nó cũng có chảy, nhưng mà chính giữa cái ê căng nó không có vết chảy nào cả. Khung ê căng còn ngon, không gãy. Hai cái logo vẫn còn. Cặp này có giá là 900 ngàn. Nó thật là em không máu bán lắm đâu, chẳng qua hôm nay làm một cái clip chơi chơi để phân tích cho các bác hiểu rõ hơn về những cái dòng loa nhỏ của Onkyo. Ví dụ như bây giờ các bác muốn nghe nhạc vàng, phải không ạ? Thì các bác phải kiếm được những cặp Onkyo có màng giấy. Đấy, muốn nghe nhạc vàng mà bass lại lực, đòi hỏi bass lực thì lại phải là kết hợp màng giấy gân cao su. Chứ các bác đừng có bao giờ nghĩ cái chuyện mua những cái cặp loa Onkyo mà sợi sợi canvas, chóp mũi tên lửa, gân gân lụa xếp tẩm dầu về mà nghe nhạc vàng. Những cặp đó nghe nhạc vàng không ổn đâu ạ. Trung âm nó khá là tối. Những cặp đó thì nó có cái xu hướng chơi những thể loại nhạc bạo lực tốt hơn, ví dụ như là dance remix hoặc là non stop. Còn khi các bác nghe những thể loại nhạc trữ tình ấy, các bác nghe bằng những cặp đó nó không hợp thuốc, trong khi số tiền các bác bỏ ra là khá lớn. Những cái cặp mà chóp mũi tên lửa ấy, mà sợi canvas, giá thị trường bây giờ nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 2 triệu đồng chứ không hề rẻ. Đó, chúng ta phải tính là chúng ta có bao nhiêu tiền, đó là một. Cái thứ hai là cái gu nghe nhạc của chúng ta là chúng ta thích thể loại như thế nào thì đi tìm loa nó đúng loại như vậy, chứ không phải cứ thấy thiên hạ mua mình nhau vào mua, mua xong rồi về nó không hợp ý, xong rồi ở cái chỗ nó dễ bán thì không nói làm gì, những cái chỗ nó khó bán thì lại phải ôm ở trong nhà, đấu vào nghe thì nó không hợp nhĩ. Đấy, vứt vào xó thì lâu ngày rồi thì nó cũng thành, nó rồi thì nở rồi thì nọ kia, nó phí hoài ra. Về trong những cái cuộc chơi ấy, thì chúng ta phải hiểu về đồ đó và tự trang bị cho mình những cái kiến thức để chúng ta không bị mua lầm vậy thôi. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Mọi thông tin chi tiết xin các bác vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.